Yamaha Sirius làm nồi Thái Lan tại tiệm sửa xe Khánh. Đã lắp ráp nha anh em. Nồi Thái Lan chạy độ bền gấp 3 lần nồi thường nha. Anh em nào chạy bị hao xăng, máy yếu, nồi keo, qua tiệm sửa xe Khánh làm lại ha. Thời gian làm khoảng 1 tiếng nha anh em. Làm xong có canh chỉnh đàng hoàng cho anh em. Anh em tới địa chỉ 462/15 bán 2 phường 2 quận 10. Nằm sát hông siêu thị Sài Gòn Sa Chai nha anh em. Anh em ở xa thì liên hệ A Khánh ha, 0389910535. Anh có giao hàng cho anh em. Đây rồi, bộ rồi, có nè. Bộ nồi Thái Lan chạy rất là bền nha anh em. Rồi, chào anh em ha.